Từ Sơn là một trong hai đô thị lớn của tỉnh Bắc Ninh, có vai trò kết nối tỉnh Bắc Ninh với vùng thủ đô Hà Nội. Thành phố Từ Sơn còn là đô thị nằm trên hành lang kinh tế lớn là Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thông qua những tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh, các đô thị, các trung tâm phát triển kinh tế lớn của cả nước. Được định hướng là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội, là trung tâm công nghiệp sạch, công nghệ cao của vùng thủ đô, giữ vai trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và là một trong số các đầu tàu và hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh với hệ thống mạng lưới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ngày càng phát triển. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự đồng hành, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ban ngành từ trung ương đến địa phương, với phương châm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, nhiều mục tiêu đã đạt được và vượt so với kế hoạch đại hội đề ra. Từ Sơn cùng với thành phố Bắc Ninh là hai địa phương có tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%. Đây cũng là yếu tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, tạo nên bộ mặt mới cho đô thị Từ Sơn trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Từ Sơn đã đạt 5 trên 5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc tỉnh. Tiêu chuẩn về quy mô dân số, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc. Tiêu chuẩn đã được công nhận đô thị loại 1, loại 2 hoặc loại 3. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa phát triển bền vững, ứng dụng những thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển thành phố Từ Sơn xứng đáng với vai trò, chức năng tương xứng với vị trí tiềm năng, đồng thời sớm hoàn thành mục tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 đến năm 2025. Thành phố Từ Sơn với khát vọng bứt phá vươn lên, phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn của một quận trong tương lai và là tiền đề hướng tới hoàn thành nhiệm vụ đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa, sinh thái, bền vững.